안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn. Buổi học về ngữ pháp của chúng ta ngày hôm nay sẽ có cái nội dung chủ yếu là về các cái vĩ tố đuôi câu trong tiếng Hàn. Thế và trong những cái buổi học trước thì các bạn đã được làm quen với những cái đuôi câu ở cái mức độ cao nhất, đó là ví dụ như là 씁니다, hay là ở câu nghi vấn thì là 씁니까. Thế nhưng mà bài học ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái vĩ tố đuôi câu kết thúc ở cái cấp độ thân mật hơn một chút so với cái đuôi câu 씁니다. Thế và cái đuôi câu này rất là thông dụng trong các cái đối thoại bình thường hàng ngày giữa những người Hàn với nhau. Thế và những cái vĩ tố này thì nó thường đứng sau thân động từ dùng để kết thúc câu và thường được sử dụng trong hội thoại với ý nghĩa thân mật. Tùy thuộc vào ngữ điệu của người nói mà nó có thể biểu thị các cái dạng câu khác nhau, như là câu tường thuật hay câu nghi vấn, câu mệnh lệnh hoặc là câu đề nghị. Thế và khi thân động từ kết hợp khi thân động từ kết thúc bằng nguyên âm A hay là nguyên âm O thì cái vĩ tố cái đuôi câu này nó sẽ chuyển thành đuôi A, O. Thế còn khi thân động từ kết thúc bằng các cái nguyên âm như là nguyên âm Ơ, nguyên âm U hay nguyên âm Ư hay là nguyên âm Y thì tất cả nó sẽ chuyển ra một cái đuôi câu, nó kết hợp với một cái đuôi câu là Ơ, O. Thế và trong trường hợp thân động từ kết thúc bằng chữ ha tà, tức là những cái trường hợp là động từ hay tính từ có cái đuôi ha tà đó, thì nó sẽ kết hợp với yo yo. Thế và nó biến đổi cái ha tà sẽ thành he yo. Thế và một cái trường hợp nữa thì là khi câu kết thúc bằng động từ y tà thì nó sẽ có một cái đuôi câu là y yeo. Thế và các bạn sẽ có thể hình dung rõ hơn, hiểu rõ hơn trong các cái ví dụ cụ thể mà tôi đưa ra ở sau đây. Trước tiên thì tôi sẽ đọc một lượt các cái ví dụ này, các bạn đọc theo tôi. Thế xong sau đó tôi sẽ giới thiệu với các bạn các cái từ mới. Thế và từ đó các bạn sẽ cố gắng tự mình suy ra xem là cái câu đó có ý nghĩa như thế nào, có cái nghĩa như thế nào, để cho các bạn có thể tự bắt đầu, các bạn phải biết tự tư duy được cái nghĩa từ của tiếng Hàn trong các cái tình huống cụ thể rồi. Vì vậy mà hôm nay thì tôi sẽ không nói ngay cái nghĩa của cái câu đó là gì, và chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn nghĩa của các cái từ mới. Sau đó tôi cho các bạn thời gian để các bạn có thể tự nghĩ ra nghĩa, xong sau đó tôi sẽ giải đáp. Thế và trước tiên thì là chúng ta sẽ đọc từng câu một nhé. Các bạn đọc cùng tôi. 아기가 어디에 있어요? 아기가 방에 있어요. 주말에 보통 뭐 해요? 보통 친구랑 놀러 가요. 어디에 가요? 학교에 가요. 날씨가 따뜻해요? 아니요, 추워요. 이름이 뭐예요? 제 이름이 이수정이에요. Tôi đọc lại một lần nữa, các bạn đọc cùng tôi nhé. 아기가 어디에 있어요? 아기가 방에 있어요. 주말에 보통 뭐해요? 보통 친구랑 놀러 가요. 어디에 가요? 학교에 가요. 날씨가 따뜻해요? 아니요, 추워요. 이름이 뭐예요? 제 이름이 이수정이에요. Trong những cái trường hợp này thì khi mà các bạn lên giọng thì nó sẽ thể hiện rằng đấy là câu hỏi. Thế và khi các bạn đọc ở dạng bình thường thì người ta sẽ biết đó là câu trả lời hay là câu khẳng định. Thế và ở những cái trường hợp này, và sau đây thì tôi sẽ cung cấp cho các bạn các cái từ mới ở trong những cái ví dụ này. Đầu tiên thì đó là thằng, có nghĩa là phòng. Phổ thông là bình thường hay là thông thường. Chú mal là cuối tuần, chu có nghĩa là tuần và mal là cuối. Thế và hai từ này ghép lại với nhau thành cuối tuần.
hata là làm. Thế thế và đây nó sẽ cái từ hata này sau này các bạn sẽ thấy nó được gặp trong rất nhiều các cái từ mà nếu như cái thân từ nó sẽ là danh từ, thế và khi ghép hata vào thì nó sẽ biến thành động từ hay là tính từ. Thế và từ tiếp theo là chinku. Chinku, các bạn chú ý đây là ở âm bật hơi, các bạn phải đọc bật hơi ra, có nghĩa là bạn. Nolokata, nolokata có nghĩa là đi chơi. Từ kata thì có nghĩa là đi. Thế và nolta là chơi. Thế nhưng ở đây nó ghép liền với nhau thành một từ nolokata có nghĩa là đi chơi. Tiếp tục từ nansi. Nansi là thời tiết. Thế và tatut hata. Tatut hata là ấm áp. Thế và chupta có nghĩa là lạnh. Vậy thì trong cái câu hỏi này, trong trường hợp như thế này thì các bạn thấy nó có nghĩa là gì nhỉ? Akiga otie isseo. Câu này hả? Aki thì các bạn đã biết rồi, đó là trẻ em đúng không? Otie isseo, trẻ em ở đâu, đứa bé đó ở đâu. Thế và câu trả lời là Akiga pange isseo, đứa bé đó ở trong phòng. Thế và trường hợp này cái động từ nguyên dạng của nó là itta. Và itta ở đây tôi sẽ viết ra, chắc là các bạn cũng đã biết rồi, thế nhưng mà tôi cũng sẽ viết ra bên cạnh nó như thế này. Itta. Thế và vì cái đuôi kết thúc và cái nguyên âm kết thúc của nó là chữ y, thế cho nên các bạn thấy là nó đã kết hợp vào cái từ này, cái đuôi câu này nó có dạng là isseo kết hợp với chữ ơ. Thế và tương tự trong trường hợp ở câu trả lời cũng như vậy. Câu hỏi là isseo thì câu trả lời là isseo. Câu tiếp theo, chumare boutong muheo. Chuma là cuối tuần. Thông thường thì cuối tuần bạn làm gì? Và như trong cái công thức ban đầu mà tôi đã nói cho các bạn biết đó, thì cái đuôi hata nó sẽ biến đổi thành héo. Câu hỏi, vì là câu hỏi thì cho nên nó sẽ lên giọng, các bạn sẽ nói lên giọng là héo. Thế và câu trả lời là 보통 친구랑 놀러 가요. Thông thường thì tôi đi chơi với bạn. 친구랑, cái từ rang này nó là chúng ta có thể dịch là cùng hay là với, đi chơi cùng với bạn. Thế và cái rang này nó sẽ dùng chủ yếu là trong văn nói, thế còn văn viết thì chúng ta sẽ có một cái từ khác mà sau này tôi sẽ giới thiệu với các bạn sau. Chứ còn trong trường hợp này là hội thoại thì cho nên là người ta nói là 보통 친구랑 놀러 가요, tôi thường đi chơi với bạn. Câu tiếp theo đó là 어디에 가요. Câu này thì rất là dễ đúng không các bạn? Đi đâu đấy, anh đi đâu đấy, hay là chị đi đâu đấy, thì câu trả lời là 학교에 가요, đi đến trường học. Từ trường học chắc các bạn cũng đã biết rồi. Và ở đây cái động từ kata, kata có kết thúc bằng một cái nguyên âm a, thì người ta sẽ không nói rằng ka ayo, tức là người ta không kết hợp lặp lại như thế nữa, mà người ta gộp luôn vào cái chữ ka thì nó vẫn giữ nguyên dạng là như vậy, và chỉ thêm cái đuôi yo vào thôi, thì đó chính là cái dạng ayo mà các bạn vừa mới được học ở trên. Thế và trường hợp tiếp theo là nansika tatut heo, và động từ đây là tính từ chứ không phải động từ, tính từ dạng nguyên thể của nó là tatut hata. Thế và sau khi chia thì nó có dạng là tatut heo. Câu trả lời anio chuoyo. Anio chắc các bạn cũng vẫn còn nhớ, đó là cái từ trả lời, cái câu trả lời phủ định. Không, chuoyo lạnh, trời không ấm mà rất là lạnh. Tính từ nguyên thể của từ lạnh là chụp tà. Thế nhưng đây là một cái trường hợp bất quy tắc, nó sẽ không còn giữ nguyên cái bạt chim tiệp nữa, mà cái tiệp đó bị biến đi. Thế và nó sẽ thêm một cái đuôi chữ u ở đằng sau. Thế vì nó kết thúc bằng cái nguyên âm u đó thì cho nên nó sẽ kết hợp với chữ ơ yô. Thế và trong trường hợp này thì các bạn cũng có thể viết là như thế này. Chu ơ yô cũng có thể viết là như thế này.
Thế nhưng mà thường thì là người ta sẽ viết tắt như bên cạnh mà tôi đã viết là ghép cái chữ ơ vào cùng với cái chữ chua thì nó sẽ là chua yo, chua yo. Xin lỗi các bạn, xin lỗi các bạn, ở đây không phải là chu, dưới này nó sẽ là chu u. Xin lỗi các bạn, tôi sẽ viết lại cái này là đúng ra của nó là chu u ơ yo, đúng ra nó là như thế này, nhưng mà thường người ta sẽ không viết như thế này mà người ta sẽ kết hợp luôn cái chữ ơ và chữ u, thế và nó sẽ có dạng như tôi đã viết là chua chua rồi, là lạnh. Tiếp theo, câu tiếp theo là irumi mueo, tên của bạn là gì, tên của anh chị là gì. Thế và câu trả lời là che irumi isu chang yeo, tên của tôi là isu chang, bởi vì cái đuôi câu, cái động từ của nó, từ y tà đó, nó cũng có kết thúc, cái nguyên âm kết thúc của nó là y, thế cho nên là nó kết thúc và nó sẽ kết hợp với chữ eyo. Đó là những cái ví dụ và cái cụ thể của cái cách dùng của các cái đuôi câu, của cái đuôi câu vị tuyến ayo hay là eyo. Bây giờ thì tôi sẽ xin đọc lại một lần nữa, các bạn cùng đọc với tôi nhé. Akiga odie isseoyo? Akiga bange isseoyo. Chumare botong moeyo? Botong chinkurang nolleo gayo. Odie gayo? Hakkyoe gayo. Nansiga tatteutheyo? Anyo, chuoyo. Ireumi moeyo? Chế 이름이 이수정이에요. Và mời các bạn sẽ chuyển sang một cái cấu trúc ngữ pháp thứ hai. Đây cũng là một cái đuôi câu kết thúc, thế nhưng nó sẽ biểu thị cái mức độ kính trọng mà lại cao hơn cái a ơ yo một chút. Tức là khi mà để tỏ sự kính trọng với ai thì người ta sẽ thường gắn cái chữ si này vào, cái chữ si này vào đằng sau cái động từ kết thúc câu. Thế và cái chữ si này khi kết thúc với a ơ yo thì nó sẽ biến thành cái đuôi câu là seyo, seyo, tức là cái seyo là một cái sự kết hợp giữa cái đuôi từ kính trọng si và cái đuôi câu a ơ yo, thì nó sẽ ra thành cái từ là seyo, như các bạn nhìn thấy ở đây. Và khi thân động từ kết thúc bằng phụ âm thì nó sẽ có thêm một cái chữ ư vào giữa nữa, tức là ư xong đó seyo. Thế và thân động từ khi nó kết thúc bằng nguyên âm thì nó kết thúc liệu là nó sẽ kết hợp luôn với seyo. Và sau đây là những cái ví dụ cụ thể. Trong những ví dụ cụ thể này thì có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu trước từ phần từ mới, xe tàn nơ. Xe tàn nơ có nghĩa là từ mới, xe là mới và tàn nơ là từ. Các bạn sẽ cùng tôi đọc và tìm hiểu nghĩa của những cái từ mới này trước, xong sau đó chúng ta sẽ đi vào ví dụ thì có lẽ là sẽ giúp ích cho các bạn hơn trong cái việc hiểu nghĩa của câu. Trước hết các bạn cùng tôi đọc những cái từ mới này nhé. Paruta. Paruta có nghĩa là nhanh, và cái từ có cái âm xăng tiệp, thế cho nên các bạn phải đọc nhấn mạnh cái chỗ này. Paruta. Tiếp theo, ota. Drouota. Drouota. Hai từ này có thể nói là gần đồng nghĩa như nhau, có nghĩa là vào hoặc là đến. Kata và drokata. Drokata nó cũng tương tự như cái ota và drouota, là đi. Hai cái từ này cũng có thể dùng trao đổi cho nhau được. Thế và những cái từ tura kata này các bạn nhớ là chúng ta phải đọc luyến cái chữ liền lên cái chữ ơ, cái nguyên âm ơ ở đằng sau, là tura kata và tura ota. Từ tiếp theo là viêm hata. Viêm hata, nguy hiểm. Suốt là buổi học. Chú yong hata là trật tự hay là im lặng. Chú yong hata. Từ cuối cùng, toa chu ta.
도와주다 có nghĩa là giúp đỡ. Và sau đây mời các bạn đi vào những cái ví dụ cụ thể. Đây, chúng ta cùng đọc nhé. 빨리 오세요, 빨리 오세요, 빨리 들어오세요, 빨리 들어오세요. Đây là một cái câu mời vào. Khi mà ví dụ như là một người bán hàng chẳng hạn, người ta mời khách vào cửa hàng của người ta thì người ta thường nói những cái câu như thế này. 빨리 오세요, 빨리 들어오세요. Thế đấy, và ở đây cái như các bạn đã tôi đã giải thích ở trên là ô, thế xong kết hợp với cái từ với cái đuôi câu si là để thể hiện cái sự kính trọng đối với người đối diện mà mình đối thoại. Thế và kết hợp với ayoyo thì nó sẽ thành seyo. Câu tiếp theo. 위험해서 들어가지 마세요. 위험해서 들어가지 마세요. 위험하다 là nguy hiểm. Thế và 위험해서 thì cái đuôi ơ sơ này thì chúng ta sẽ học trong bài sau. Thế nhưng mà ở đây nó có một cái nghĩa là vì nguy hiểm. Thế cho nên là xin đừng có đi ra chỗ đó. Đừng có đi ra chỗ đó. 들어가지 마세요. Cái cấu trúc chi mà đó là cái cấu trúc thể hiện cái ý nghĩa là nói với ai đó là đừng làm cái việc gì đó. Khi mà ngăn cản cái hành động nào đó thì người ta dùng cái cấu trúc đó. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn cụ thể trong cái trường hợp sau. Thì hôm nay thì các bạn cứ học thuộc như vậy. 들어가지 마세요 có nghĩa là xin hãy đừng đi ra đó. Câu tiếp theo. 밥을 드세요. 밥을 드세요. Pap các bạn đã biết rồi, đó là cơm. Thế và tuseo là một cái tương tả. Ở trường hợp này thì tôi đã không đưa nó vào từ mới. Từ nguyên thể của nó là tương tả, có nghĩa là đồng nghĩa với từ mực tà hay là má si tà, tức là ăn hay là uống. Nó có thể dùng thay cho cả từ ăn này và từ uống. Thế nhưng nó lại thể hiện cái mức độ kính trọng hơn là cái từ ăn hay từ uống. Ví dụ như là khi ngay đây trong tiếng Việt của chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta mời cơm mà mời ông bà hay mời bố mẹ thì chúng ta thường dùng cái từ ví dụ như là mời ông bà xơi cơm chẳng hạn, hay là mời ông bà dùng cơm chẳng hạn. Thì đó là cái từ mà nó có cái mức độ tỏ ra tôn trọng người đối diện hơn cái từ là ăn cơm, tương tự ăn đó. Thế cho nên là ở đây là người ta cũng dùng với cái ý nghĩa tương tự như vậy. Thế nhưng đây cũng là một cái trường hợp biến đổi bất quy tắc. Thì cái chữ liền, cái bạc chim liền này nó bị biến mất đi. Thế và nó chỉ còn lại cái chữ tư thôi, và kết hợp với đuôi seyo. 밥을 드세요, sẽ là mời ông bà dùng cơm. Ví dụ là như vậy. Ví dụ tiếp theo. 이쪽으로 가세요. 이쪽으로 가세요. Cái câu này thì chắc các bạn có thể dịch ra được ngay, bởi vì toàn những từ mà chúng ta đã biết rồi, là xin mời đi theo lối này. 이쪽 là lối này. 지금 뭐 하세요? 지금 뭐 하세요? 지금 có nghĩa là bây giờ. Bây giờ anh làm gì đấy? Bây giờ thì anh sẽ làm gì? Đó, và trong cái ví dụ tiếp theo là 수업 시간에 조용하세요. 수업 시간에 조용하세요. 수업 là buổi học. Thế và 시간 là thời gian, ở đây có nghĩa là thời gian, tức là trong cái giờ học đó. Trong giờ học thì xin hãy trật tự. Ví dụ tiếp theo. 도와주세요. 도와주세요. Đây là câu có chúng ta có thể nói là câu thỉnh cầu, tức là xin hãy giúp tôi, xin hãy giúp đỡ tôi với. Câu tiếp theo, ví dụ tiếp theo. 시간이 있으세요? 시간이 있으세요? Đây là cái trường hợp mà ví dụ cho tiêu biểu cho những cái trường hợp mà cái kết thúc của nó bằng phụ âm, thì nó sẽ gắn thêm cái chữ ư vào trước cái seyo. Các bạn đọc lại cùng tôi một lần nữa. 시간이 있으세요? 시간이 있으세요? Anh có thời gian không ạ? Hay là chị có thời gian không ạ? Đấy, và câu tiếp theo. 내일 집에 없으세요? 내일 집에 없으세요? 내일 là ngày mai. Ngày mai anh hay là chị có nhà không ạ? Đó là những cái trường hợp mà tôi đã nêu ra, và một số những cái trường hợp rất là tiêu biểu sử dụng cái CEO như thế nào.
Bây giờ các bạn đọc lại cùng tôi một lần nữa để chúng ta cùng luyện tập phần đọc nhé. 빨리 오세요. 빨리 들어오세요. 위험해서 들어가지 마세요. 밥을 드세요. 이쪽으로 가세요. 지금 뭐 하세요? 수업 시간에 조용하세요. 도와주세요. 시간이 있으세요? 내일 집에 없으세요? Đó là cái phần ví dụ của cái đuôi kết thúc là 세요. Và sau đây chúng ta sẽ chuyển sang học một cái cấu trúc ngữ pháp. Đó là thể hiện là các bạn khi các bạn muốn nói rằng mình muốn làm gì hay là mình định làm, thể hiện cái ý định của chúng ta sẽ làm một cái việc gì đó. Thì cái đuôi câu của nó sẽ là 요코하다. Nó kết hợp với cả động từ. Thế và cái động từ đứng trước nó sẽ luôn ở giữ ở cái dạng nguyên thể và bỏ tà đi vào cái, và ở dạng nguyên thể thì và kết hợp với 요코하다 thì sẽ các bạn sẽ nói được rằng là tôi định làm một cái việc gì đó. Trong những cái ví dụ cụ thể thì nó sẽ có một số những ví dụ cụ thể như sau, các bạn đọc cùng tôi nhé. 어디에 갑니까? 학교에 가려고 합니다. 무엇을 하려고 합니까? 영화를 보려고 합니다. 자려고 합니다. 주말에 놀러 안 가세요? 아니요. 집에 쉬려고 합니다. 여름 방학에 뭐 하세요? 영어를 배우려고 합니다. 아, 지금 các bạn. 영어를 배우려고 해요. Đó là tôi đã đọc, thế và bây giờ chúng ta sẽ đọc một số các cái từ mới trước để cho các bạn dễ đọc và dễ hình dung ra cái nghĩa của câu. Xe tàn nơ. Mời các bạn đọc cùng tôi. Dương hoa. Dương hoa có nghĩa là phim. Bô tà. Bô tà là xem. Cha tà. Cha tà là ngủ. Suy tà là nghỉ. Nhớ râm phẳng hắc. Nhớ râm phẳng hắc. Nhớ râm là mùa hè và phẳng hắc là kỳ nghỉ. Ở Hàn Quốc thì sẽ một năm sẽ có hai kỳ nghỉ, đó là kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè. Thế và với trường hợp là kỳ nghỉ đông thì chúng ta sẽ thay cái từ mùa hè thành mùa đông. Là mùa đông là Kyeul, thì chúng ta sẽ có cái từ nghỉ đông là Kyeul phẳng hắc. Kyeul phẳng hắc. Thế và Yeung ơ. Yeung ơ có nghĩa là tiếng Anh. Và đi vào ví dụ cụ thể. 어디에 갑니까? Câu này rất là đơn giản rồi, các bạn cũng chắc là sẽ biết ngay đúng không ạ? Anh hay là chị định đi đâu đấy? Đi đâu đấy? Thì nói là 학교에 가려고 합니다. Tôi định đi đến trường. 학교에 가려고 합니다. Các bạn nhớ là cái từ e nó phải đứng sau từ 학교, từ trường học, để chỉ ra rằng 학교 là cái mục đích đến ở trong câu. Thế đó là những cái ngữ pháp cũng khá là quan trọng. Nếu như không có cái từ e này thì người ta sẽ không hiểu được cái câu này đang muốn nói gì. Tiếp theo trường hợp ví dụ thứ hai. 무엇을 하려고 합니까? Anh đang định làm cái gì đấy? Anh định làm cái gì đấy? Thì câu trả lời là 영화를 보려고 합니다. Tôi định xem phim. Hoặc là có một cái tình huống nữa là 자려고 합니다. Tôi định đi ngủ. Đó. Thì ví dụ này cũng khá là đơn giản đúng không các bạn? Thế và như ở đây 영화를 보다 là xem phim. Rơi đứng sau dương hoa để chỉ ra rằng cái từ dương hoa nó là từ bổ nghĩa cho cái từ bồ tà, xem cái gì và xem phim. Ví dụ tiếp theo. 주말에 놀러 안 가세요? 주말에 놀러 안 가세요? Các bạn chú ý là ở trong từ 주말에 tôi đã đọc luyến cái liền lên cái chữ e ở đằng sau. Các bạn đọc như thế thì nghe nó sẽ mềm mại hơn. Và người Hàn cũng bao giờ họ cũng đọc lớn như vậy, chứ người ta không đọc là 주말에.
thế mà bao giờ người ta cũng liền thì chị liền lên chumare, nhớ lơ ăn cà xéo, cuối tuần anh chị không đi chơi à? Và câu trả lời là à nhớ chị về suy điều của hẻo, suy điều của hẻo, tôi định nghỉ ở nhà. Nhớ rung thẳng hạ kê mùa hạ xéo, nhớ rung thẳng hạ kê mùa hạ xéo. Vào kỳ nghỉ hè thì bạn định làm gì? 영어를 배우려고 합니다. 영어를 배우려고 해요. Tôi định học tiếng Anh. Tôi sẽ học tiếng Anh trong kỳ nghỉ hè. Đấy là một số những cái ví dụ. Thế đấy, và cùng với một số những cái động từ hay là tính từ mà các bạn đã biết thì các bạn hãy áp dụng cái cấu trúc Ryoko Hata này vào để đặt những cái câu mà các bạn muốn. Ví dụ như là các bạn nói rằng tôi định đi picnic trong của kỳ trong cái cuối tuần này chẳng hạn, thì các bạn sẽ nói như thế nào? Cuối tuần là 주말. Thế còn picnic, ví dụ như picnic là 소풍가다. 소풍가다 thì các bạn sẽ nói như thế nào nhỉ? 저는 주말에 소풍에 소풍 가려고 합니다. 아니면 소풍 가려고 해요. Đó, ví dụ là những cái trường hợp như vậy. Đó là cái cấu trúc Momoryoko Hata, định làm gì. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái cấu trúc tiếp theo. Đó là cái từ kết. Kết, thế và nó sẽ là cái biểu hiện, nó kết hợp với một cái động từ và nó sẽ biểu hiện rằng đó là cái thể quá khứ. À quên, xin lỗi các bạn, biểu hiện đó là của thời tương lai. Thế và trong một số các trường hợp thì nó sẽ có thể là không hẳn đó là thời tương lai, mà nó sẽ là thể hiện cái ý chí của cái người nói, cái ý định của cái người nói. Thế hoặc là một cái sự dự đoán, chứ không phải, không nhất thiết là tất cả các trường hợp kết có chữ kết đó đều là tương lai cả. Các bạn xem một số những cái ví dụ cụ thể như sau đây. Tôi sẽ đọc và các bạn đọc theo tôi nhé. 내일 가겠습니다. 내일 가겠습니다. 비디오 두 해. 다음 주에 다시 오겠습니다. 다음 주에 다시 오겠습니다. 비디오 두 봐. 오늘 저녁에 전화하겠습니다. 오늘 저녁에 전화하겠습니다. 비디오 두 두. 그 일은 제가 하겠습니다. 그 일은 제가 하겠습니다. 미수 드남. 일이 만나서 고생하시겠어요. 일이 만나서 고생하시겠어요. Và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đọc cái phần từ mới. 세 단어. 다시. 다시 có nghĩa là lại. 주 có nghĩa là tuần. 오늘 có nghĩa là hôm nay. 저녁 là buổi tối. 전화하다, 전화하다 là điện thoại. 고생하다, 고생하다 có nghĩa là vất vả hay là khổ sở chẳng hạn. Nó có những cái nghĩa tương tự như vậy. Thế và mời các bạn xem cái câu ví dụ thứ nhất. 내일 가겠습니다. 내일 là ngày mai, chắc các bạn vẫn còn nhớ đúng không ạ? 내일 tôi sẽ đi. À xin lỗi các bạn, ngày mai tôi sẽ đi. Đó, ở cái trường hợp này thì nó vừa thể hiện cái ý nghĩa là của thời tương lai. Khi mà chúng ta dịch sang tiếng Việt ý, thì chúng ta sẽ chỉ dịch đơn thuần là sẽ, tức là thể hiện là thời tương lai thôi. Thế nhưng mà chúng ta phải hiểu với nhau rằng nó còn thể hiện cả cái ý định của người nói nữa, chứ nó không đơn thuần chỉ là thể hiện cái thời tương lai không. Đó là cái ý định của tôi là ngày mai tôi sẽ đi đâu đó. Câu thứ hai. 다음 주에 다시 오겠습니다. 다음 주 ở đây là tuần sau. Tôi đã không cho cái này vào trong từ mới. Trong từ mới thì chỉ có từ 주 có nghĩa là tuần, thế và 다음 là sau. Ghép hai cái từ đó ghép lại với nhau thì được cái từ tuần sau là 다음 주.
다음 주에 다시 오겠습니다. Lần sau thì tôi sẽ quay lại, tôi sẽ lại đến. 3. 오늘 저녁에 전화하겠습니다. 오늘 là hôm nay. 저녁 là buổi tối. Vào buổi tối hôm nay thì tôi sẽ gọi điện. 전화하겠습니다. 전화 ở đây nếu như là ở dạng danh từ đó thì nó sẽ là điện thoại. Thế và các bạn thêm 하다 vào thì nó sẽ trở thành là gọi điện thoại. Nó sẽ biến thành động từ. Tiếp theo. 그 일은 제가 하겠습니다. 그 일은 제가 하겠습니다. Cái việc đó thì tôi sẽ làm. Và đây là một cái trường hợp rõ nhất thể hiện cái ý chí của người nói, thể hiện ra cái ý định và cái là người ta sẽ làm một cái việc gì đó. Tiếp câu ví dụ tiếp theo. 일이 많아서 고생하시겠어요. 일이 많아서 고생하시겠어요. 일 danh từ có nghĩa là làm. À xin lỗi các bạn. 일 danh từ có nghĩa là công việc. 많다 chúng ta đã học ở trong bài trước có nghĩa là nhiều. 일이 많아서 vì việc nhiều, vì công việc nhiều. 고생하시겠어요 chắc là sẽ vất vả lắm đấy. Vì công việc nhiều nên chắc là anh sẽ vất vả. 고생하다 và có ở trong này thì nó tôi kết hợp cả với chữ si thì là để hiện thể hiện cái sự kính trọng. Thế và ngay sau đó là kết tức là sẽ chắc là ở đây nó có cái ý nghĩa dự đoán thì chắc là sẽ vất vả. 고생하시겠어요. Đó là một số những cái trường hợp như vậy. Thế và các bạn hoàn toàn có thể kết hợp cái này với những cái động từ mà chúng ta đã học. Ví dụ như là tôi sẽ học một cái gì đó chẳng hạn. Thì cái từ học là cái từ gì các bạn còn nhớ không nhỉ? Ví dụ như là công bu chẳng hạn. Công bu haketsumita. Tôi sẽ học. Hay là tôi sẽ đọc sách chẳng hạn. Chekul iketsumita. Tôi sẽ đọc sách. Hay là tôi nói rằng tôi sẽ đi đến Hàn Quốc chẳng hạn. 한국에 가겠습니다. Đó là một số trường hợp mà các bạn có thể sử dụng ở thời tương lai. Và chúng ta thêm từ kết vào ngay sau động từ và trước cái đuôi câu kết thúc. Chúng ta chuyển sang một cái cấu trúc ngữ pháp mới. Đó là cái cấu trúc có dạng là nếu thì sẽ, tức là nếu với một cái điều kiện nào đó thì tôi sẽ làm một cái điều, một cái việc gì đó. Và cái đuôi chúng ta sẽ kết hợp cái nếu có nghĩa là miền. Và nó sẽ, cái miền này nó sẽ đứng sau động từ. Và động từ đó cũng để ở dạng nguyên thể, bỏ tà. Thế và kết hợp với từ kết thì sẽ thể hiện rằng là tôi sẽ làm một cái việc gì đó. Mời các bạn xem những cái ví dụ cụ thể như sau. Đầu tiên thì các bạn đọc theo tôi đã nhé. 마이 씨가 가면 가겠습니다. 마이 씨가 가면 가겠습니다. 눈이 오면 좋겠습니다. 눈이 오면 좋겠습니다. 베트남에 가면 편지 쓰겠습니다. 베트남에 가면 편지 쓰겠습니다. 친구가 오면 그렇게 전하겠습니다. 친구가 오면 그렇게 전하겠습니다. 비가 오면 소풍 안 가겠습니다. 비가 오면 소풍 안 가겠습니다. 시간이 있으면 연락하겠습니다. 시간이 있으면 연락하겠습니다. Và sau đây thì các bạn cũng sẽ làm quen với những cái từ mới trong bài này. 세다너 좋다 có nghĩa là tốt. 눈 có hai nghĩa là mắt và tuyết. Tùy theo ngữ cảnh chúng ta sẽ hiểu nó ở nghĩa nào đó thì thích hợp.
từ mới tiếp theo đó là phiên chỉ. Phiên chỉ có nghĩa là thư. Và sư tả. Sư tả có nghĩa là viết. Riêng cái từ sư tả này nó có ba nghĩa mà hôm nay thì chúng ta mới dùng ở nghĩa từ là viết thôi. Thế nhưng ngoài ra nó còn có nghĩa nữa là sử dụng hay là đắng, vị đắng. Từ tiếp theo, trần ha tả. Trần ha tả có nghĩa là chuyển lại hay là nhắn lại. Tiếp theo, 그렇게, 그렇게. Đây là một phó từ, bao giờ cũng đứng trước động từ với cái nghĩa là như thế. Thế và nếu như nó ở dạng động từ thì nó sẽ là 그렇다. Bỏ cái từ 게 đi và thêm cái 다 vào thì nó sẽ là động dạng động từ nguyên dạng là như thế. Thì có nghĩa là mưa. 소풍 가다. 소풍 가다 có nghĩa là đi picnic. 연락하다. 연락하다 là liên lạc. Các bạn thấy cái âm tiếng Hán nó cũng hơi giống nhau đúng không các bạn? 연락 là liên lạc. Chúng ta đi vào những cái ví dụ cụ thể. 마이 씨가 가면 가겠습니다. 마이 씨 đây, Mai tức là cái tên của tình người Việt chúng ta đó, thì là Mai. Nếu mà bạn Mai đi thì tôi cũng sẽ đi. 마이 씨가 가면 가겠습니다. Câu tiếp theo, 눈이 오면 좋겠습니다. 눈이 오면 좋겠습니다. 눈 ở đây có nghĩa là tuyết. Thế và tuyết rơi thì tiếng Hàn người ta sẽ không dùng cái từ rơi mà người ta lại dùng là tuyết đến, tức là dùng từ ô tả đấy. 눈이 오면 좋겠습니다. Nếu mà tuyết rơi thì sẽ thì thật là tốt. Ở đây trong trường hợp này thì có thể hiểu cái từ kết này là ở dạng phỏng đoán. Nếu mà tuyết rơi thì chắc là sẽ rất là thích, sẽ rất là vui đấy, sẽ là rất là tốt đấy. Câu tiếp theo, 베트남에 가면 편지 쓰겠습니다. Nếu mà đi đến Việt Nam thì tôi sẽ viết thư cho bạn. Câu tiếp theo, 친구가 오면 그렇게 전하겠습니다. 친구 là bạn, cho các bạn vẫn còn nhớ. Nếu mà bạn đi về thì tôi sẽ nhắn lại như vậy. 그렇게 전하겠습니다. Tôi sẽ nhắn lại như vậy. 비가 오면 소풍 안 가겠습니다. 비가 오다 cũng tương tự như 눈이 오다, tức là mưa rơi. Tức là nếu mà trời mưa thì 소풍 안 가겠습니다. An ở giữa, đứng ở giữa từ 소풍 và 가. Đây là từ để phủ định ở dạng những cái từ ngắn với kết hợp với những cái động từ ngắn, ví dụ như ca tả là đi đó, thì nó là cái động từ ngắn, cho nên nó cũng kết hợp với cái dạng phủ định ngắn là an. Thế nhưng nếu nó là một cái động từ dài có gồm có ba hay là bốn âm tiết chẳng hạn, thì khi đó chúng ta sẽ có một cái dạng phủ định khác, mà tôi sẽ viết ra đây cho các bạn, đó là mua chi hàng thả. Đó là cái dạng phủ định của đối với những cái động từ hay là tính từ dài có nhiều âm tiết, có ba bốn âm tiết. Thì còn thường với những cái trường hợp mà có một âm tiết thì người ta sẽ dùng dạng phủ định là an như thế này. 소풍 안 가겠습니다. Nếu mà trời mưa thì tôi sẽ không đi picnic nữa. Câu ví dụ tiếp theo, 시간이 있으면 연락하겠습니다. 시간이 있으면, nếu như mà có thời gian. Thế và ở đây các bạn lại thấy xuất hiện cái chữ ư đúng không ạ? Trường hợp này nó sẽ dùng cũng như là trong các cái tương tự với các cách dùng của si đó. Tức là khi cái động từ đó kết thúc bằng một phụ âm thì nó sẽ có thêm ư. Thế và khi nó là một nguyên âm thì nó sẽ kết hợp thẳng với cái động từ đó. Là 시간이 있으면, nếu mà có thời gian thì tôi sẽ liên lạc, 연락하겠습니다. Đó là những cái ví dụ mà thể hiện và sử dụng cái mẫu câu là 모모면 và 하겠다, có nghĩa là nếu với cái điều kiện như thế này thì tôi sẽ làm như thế này.
Và sau khi học mỗi cái cấu trúc như thế này thì rất mong là các bạn sẽ về nhà và tự đặt ra những cái ví dụ tương tự như là tôi đã đưa ra, trên cơ sở những cái từ mà các bạn đã được học thì chúng ta sẽ có thể học thuộc nhanh và sẽ kết hợp được nhiều các cái tình huống hội thoại hơn. Thế và đấy cũng là cách để chúng ta có thể luyện tập để sử dụng nhuần nhuyễn các cái cấu trúc ngữ pháp. Tiếp theo hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái cấu trúc cuối cùng nữa, đó là cái cấu trúc là a ơ chu tà. Chu tà thì vốn dĩ cái từ nguyên dạng của nó có nghĩa là cho ai đó, cho một cái gì đó. Thế và khi nó kết hợp với một động từ thì nó còn có ý nghĩa là ví dụ như là làm cho, hay là trong như trong tiếng Việt của chúng tôi, của chúng ta đấy, ví dụ kết hợp với từ viết thì sẽ là viết cho, hay là ví dụ kết hợp với cái từ chụp ảnh chẳng hạn thì là sẽ chụp ảnh cho. Thế tương tự tùy theo từng cái động từ mà nó kết hợp thì nó sẽ có những cái ý nghĩa khác nhau. Thế và cái từ này, cái a ơ chu tà này thì nó sẽ thể hiện cái ý nghĩa thỉnh cầu hay là đề nghị trong câu. Và trước khi kết hợp với chu tà thì cái động từ đó phải được kết hợp với a hoặc là ơ. Thế và tương tự như cái trường hợp của các cái đuôi câu a ơ yo, thì nếu như cái đuôi câu đó kết thúc bằng một nguyên âm a thì nó sẽ kết thúc với thì nó sẽ kết hợp với từ a. Thế còn các cái đuôi câu đó nó cái nguyên âm của nó là ơ hay là u hay là i hay là ư chẳng hạn thì nó sẽ kết hợp với từ chữ ơ. Mời các bạn xem trong những cái trường hợp cụ thể, trong các ví dụ cụ thể như sau. 전화해주세요. Vì đây là những câu thỉnh cầu và những câu đề nghị, thế cho nên khi các bạn đọc thì cũng cố gắng thể hiện ở trong cái ngữ điệu của chúng ta. Đó là một cái câu đề nghị để chúng ta nói như thế nào đó để cho người nghe người ta cảm thấy là cái mình với câu đây là như là mình đang nhờ người ta, thế thì nói như thế nào để cho người ta không cảm thấy khó chịu. 전화해주세요. Xin hãy gọi điện cho tôi. Tiếp theo, 여기에 써주세요. 여기에 써주세요. 사진 좀 찍어주세요. 사진 좀 찍어주세요. 오늘 방문해주세요. 오늘 방문해주세요. 일을 3시에 끝내주세요. 일을 3시에 끝내주세요. 소식이 있으면 연락해주세요. 소식이 있으면 연락해주세요. Các bạn có thể là các bạn sẽ thấy tôi đọc hơi nhanh. Thế nhưng mà trong tiếng Hàn, thế và trong khi mà học bất cứ ngoại ngữ nào cũng như vậy, nói một cách trôi chảy một cái từ nào đó và không bị đứt mạch ở giữa thì nó sẽ thể hiện được cái trình độ về ngoại ngữ của bạn hơn rất nhiều so với những cái người mà nói một từ hay một câu mà cứ bị ngắt quãng ở giữa. Thế cho nên là ngay từ đầu khi mà chúng ta học đấy thì chúng ta cố gắng là chúng ta luyện tập thật nhiều để cho chúng ta có thể trong một từ hay là trong một câu chúng ta phát âm được liền một mạch và nhanh, thì có cảm giác, người ta sẽ có cảm giác là chúng ta đã luyện tập và đã rất là nói rất là nhuần nhuyễn cái ngoại ngữ đó. Và bây giờ chúng ta cũng đọc cái phần từ mới xe tán lơ. 전화하다 điện thoại, gọi điện thoại. 사진 là ảnh, chỗ cưng và hoặc là chôm. Chỗ cưng thì là một chút, thế và chôm là cái cách viết tắt của cái từ chỗ cưng. 찍다 có nghĩa là chụp, dùng trong các cái trường hợp chụp ảnh đó. 방문하다 có nghĩa là khi mà đi thăm, đến thăm ai đó. 끝나다 là kết thúc. Và xô xích là danh từ, tin tức. Và trong những cái ví dụ cụ thể này, sau khi biết từ mới thì chắc các bạn cũng đã có thể tự dịch được hết rồi. 전화해주세요 là xin anh hay là xin chị hãy gọi điện cho tôi. 여기에 써주세요 là xin hãy viết vào đây. 사진 좀 찍어주세요 là làm ơn xin hãy chụp cho tôi ảnh, cho tôi cái tấm ảnh này một chút. Cái từ chôm ở đây thì nó có nghĩa nghe cho cái câu nó mềm đi, tức là khi mà chúng ta nhờ đó thì chúng ta thường nói như vậy. Chụp giúp tôi một chút đó. Thế và câu tiếp theo.
오늘 방문해 주세요. 오늘 방문해 주세요. 오늘 là hôm nay, chắc các bạn cũng vẫn còn nhớ. Ngày hôm nay thì sẽ xin hãy đến thăm chúng tôi. Ví dụ như là trong trường hợp là nói là đến thăm nhà tôi để khi mà các bạn nói là để sửa chữa cho nhà tôi, ví dụ như cái đường điện nó đang bị hỏng chẳng hạn, thì người ta thường dùng những cái trường hợp là như thế. Hay là đến thăm công ty của chúng tôi để giải quyết một số vấn đề gì đó chẳng hạn, thì người ta thường dùng cái từ bằng môn hà tà như vậy. Thế và tiếp theo, 이른 3시에 끝내주세요. 이른 3시에 끝내주세요. Đây là câu đề nghị. Vào lúc 3 giờ thì hãy kết thúc công việc cho, tức là sẽ hãy hoàn thành công việc cho vào lúc 3 giờ. 이른 3시에 끝내주세요. Thế và câu cuối cùng, ví dụ cuối cùng. 소식이 있으면 연락해주세요. 소식이 있으면 연락해주세요. Nếu mà có tin tức gì thì xin hãy liên lạc cho tôi. Đó là những cái ví dụ cụ thể mà tôi đã đưa ra trong cái trường hợp mà thể hiện cái từ ao, mà khi trong cái trường hợp mà sử dụng cái kết cấu ao chủ tả. Thế và nó cũng sử dụng, các bạn có thể tưởng tượng rằng nó cũng tương đương với tiếng Việt của chúng ta trong những trường hợp mà chúng ta muốn dùng cái từ cho, ví dụ như là xin hãy giúp cho tôi chẳng hạn. Thế hoặc là xin hãy làm cho tôi một cái việc gì đó chẳng hạn, thì là những cái trường hợp mà tiếng Việt sử dụng như thế thì chúng ta cũng có thể áp dụng vào trong tiếng Hàn để chúng ta sử dụng cái kết cấu a ơ chu tạc. Thế và như tôi đã nói trong phần trước là sau khi mỗi lần học xong một cái kết cấu câu nào đó thì các bạn nên về nhà trước hết là học lại những cái ví dụ mà trong bài học của chúng ta đã nêu ra. Tốt nhất là học thuộc để chúng ta tạo ra một cái phản xạ nói được nhanh. Thế và thứ hai nữa là các bạn kết hợp với những cái động từ, những cái tính từ hay những cái từ mới mà chúng ta đã học để các bạn đặt ra những cái câu mới và kết hợp sử dụng những cái mẫu câu, những cái kết cấu về ngữ pháp ấy mà chúng ta đã học ở trong bài, thì để đó là một cái phương pháp luyện tập rất là hữu ích để cho các bạn có thể sử dụng nhuần nhuyễn những cái cấu trúc ngữ pháp đó. Và bài học của chúng ta hôm nay kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi học sau.